Xin chào quý bà con, ngày hôm nay chúng tôi mời bà con cùng xem chiếc máy thổi lá Takio TK80cc thổi bụi đường và lá cây như thế nào nha. Đây là con đường bao quanh vườn cao su ở Bình Phước, với thân cây to và tán lá xum xuê, nên khi rụng lá tạo ra độ dày của lá trên mặt đường là rất lớn. Xe đi lại rất nguy hiểm, nên phải dùng dễ để quét lá sạch khỏi đường. Công việc này làm bằng tay trước giờ mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Nhưng bà con yên tâm, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con. Máy thổi lá có điều chỉnh tốc độ để gom lá dễ dàng và nhanh chóng bằng máy thổi lá Takio TK80cc, đáp ứng mọi nhu cầu của bà con. Máy thổi lá Takio TK80cc sử dụng động cơ 2 thì với nhiên liệu xăng pha nhớt tỷ lệ 25:1, công suất 3.000 W, tốc độ 7.000 vòng trên phút. Đây hiện là sản phẩm được nhiều người tin dùng và đánh giá cao về chất lượng thổi. Máy thổi lá Takio TK80cc thiết kế bộ khởi động cao cấp đảm bảo khởi động động cơ dễ dàng tay cầm an toàn, thoải mái có thể ngăn chặn tĩnh điện vô e có mút chất lượng tốt, làm sạch không khí của động cơ tay cầm tự khóa sang trọng dây đeo, mềm mại, thoải mái máy chạy ít rung, tốc độ ổn định, lưu lượng gió lớn cấu tạo chắc chắn, thiết kế gọn, đeo lưng thuận tiện. Quý bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm máy thổi lá hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video để được tư vấn hỗ trợ tìm được sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mình. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.